Alo, chào các em. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách làm bài và nộp bài chiều nay nha. Thời gian chúng ta làm bài là từ 7 giờ cho đến 7 giờ 35 tối nay. 7 giờ thầy sẽ gửi đường liên cho lớp trưởng, lớp trưởng sẽ chuyển cho các em. Các em làm trong thời gian 35 phút chúng ta gửi xong và chúng ta nộp bài. Sau thời gian 7 giờ 35 thì chúng ta không nộp được. Là do thầy đã khóa lại chúng ta không nộp được nha. Chúng ta tranh thủ 7 giờ tới 7 giờ 35. Bây giờ sau khi chúng ta đã có đường liên thầy gửi rồi thì chúng ta nhấp vào đường liên. Chúng ta nhấp vào đường liên thì nó sẽ ra như thế này. Ở đây thầy lấy ví dụ đường liên này là thầy tạo của lớp 112 nha. Còn khi các em nhấp vào đường liên thì nó sẽ ra đúng lớp của các em. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm đúng cái nhóm của mình, tìm đúng nhóm từ nhóm 1 tới nhóm 10 chúng ta tìm đúng nhóm của mình để chúng ta xem con hỏi của nhóm mình nha. Thì chúng ta xem câu hỏi của nhóm mình. Ví dụ như ở đây thầy lấy nhóm 1 để thầy hướng dẫn các em. Thì các em sẽ xem câu hỏi của nhóm 1 của chúng ta. Rồi chúng ta lấy giấy ra chúng ta làm. Đầu tiên là chúng ta ghi họ và tên của chúng ta. Rồi sau đó ta ghi câu 1. Câu 1 làm như thế nào? Câu 2 làm như thế nào? Câu 3 làm như thế nào? Nếu chúng ta làm nhiều tờ giấy thì mỗi tờ giấy chúng ta đều phải ghi tên của chúng ta có nghĩa là mỗi mặt của tờ giấy ấy, chúng ta đều phải ghi tên của chúng ta vào rồi sau khi ta làm xong xuôi rồi thì ta lấy điện thoại của chúng ta ta chụp tất cả các mặt của tờ giấy ta đã làm xong đó ta chụp lại nha yeah. nhớ rằng mỗi mặt của tờ giấy đều phải ghi tên của mình vào sau khi ta chụp xong thì ta bấm nộp bài ta bấm vào dấu cộng ở phía dưới nhóm của chúng ta đây bấm vào dấu cộng này dấu cộng thì nó sẽ ra cái bảng như thế này thì ta nhập tên của mình vô Chữ Subject đó, ta nhập tên của mình vô Chẳng hạn như đây là Nguyễn Văn A Nguyễn Văn A thì nhập tên của mình vô Rồi các em bấm vào cái biểu tượng đầu tiên này nè Biểu tượng đầu tiên này để chúng ta ép cái hình của chúng ta chụp á ép hình ta chụp Bây giờ ví dụ đây thì ép cái hình Cuốn sách giáo khoa lớp 12 Đây, add hình sách giáo khoa lớp 12 Xong rồi ta, ta bấm Submit là ta đọc bài Nha yeah ta bấm xuất biết là ta đọc bài đây nộp bài rồi nè nộp bài một một tờ một hình này đó. giờ ta muốn nọ nộ, nọ thêm nữa một một mặt giấy của một hình nữa thì ta bấm dấu cộng tiếp thì ta cũng làm tương tự như thao tác hồi nãy thôi như vậy ta đã làm xong rồi chúc các em làm bài tốt nha chiều nay là từ 7 giờ tới 7 giờ 35 chào các em nha